Chào ông bà cô chú cái đi Dũng ơi. Dạ con chào ông bà cô chú anh chị trong nước và ngoài nước ạ. Ông bà trong nước và ngoài nước chào Dũng nha. Dạ. Dũng ăn gì chưa? Dạ mới ăn cơm rồi ạ. Mới ăn cơm hả? Vâng, con rất là khỏe ạ. Dạ, nên là bây giờ khui bao nhiêu cũng được đúng không? Dạ, do con vô khui 5 tạ cũng được. Rồi 27 chưa? Qua có khán giả bình luận mà bà chủ ngồi trong kia cứ lụm tiền cười hoài cưng ghê. Rồi, khán giả bình luận vậy. Bà chủ bây giờ chỉ cười te tét thôi. Bình luận vậy. Bà chủ nói là đâu cần đi lễ hội nữa không gì đâu. Chắc là bên nước ngoài. Để cho thử. Đúng rồi. Tắt. Trời ơi. Ok mà. Mua một cục có lay gì nữa. Một cái ruột ráo dẻo. Gì chứ Dũng giữ quyết nhanh lắm. Nhanh. Dũng khui nhanh mà. Anh Tấn anh cũng phụ bên kia nha cả nhà. Quá trời luôn nè. Để cho Dũng khui cho nó đủ clip. Cho nó dở ương ương quá. Rồi cứ lên luôn đi. Rồi tới ai nè Dũng khui hết. Anh Tấn ơi, để cho Dũng khui cho nó đủ clip chính xác. Thấy rồi, có một khách rồi Hết rồi. Thấy rồi. Cái tiên lửa rồi kìa. Rồi 28. Ủa chú mặc áo xanh hay quần trắng hả? Rồi chú mặc áo xanh. Rồi 327 á chú ơi. 327 nha. Mình ra phụ để mình nhớ cả nhà. Không mà Dũng nhớ dữ lắm. Cô máy trái cũng nhớ. Hiện tại là ở 415 Cách Mạng tháng 8, phường 13, quận 10. Vừa sầu riêng hiếu nghĩa. Vô thử đi chú. Không quay chú đâu, chú. Ngu quen. Dạ dạ. Ngon rồi, ok rồi. Ngu quen. Là không cho em cười là sao ta? Hả? Nếm tiền mà không cho cười nữa thì làm gì cho cười? Hạnh phúc chứ không cho cười. Hả? Giờ là chiều rồi. Sống vào lúc như vậy nó không phải là hạnh phúc đâu. Đâu. Cái đó hạnh phúc nữa cả. Vậy hôm nay sầu riêng cơm vàng á hả? Sao giờ nhưng mình chưa có vàng cơm lửa. Hỏi mình ra mình làm lông bi là hạnh phúc. Rồi còn ai nữa không? Lắm. Có chị mấy ký vậy? Một ký là láo dẻo. Chiều là mấy bà chủ ở đây là chủ em đó. Cười hoài cái tối luôn. Cười hoài cũng được. Cười hoài cũng được. Bà chủ vô thử đi chị. Bà chủ kêu cười hoài cũng được à. Thầy thích Minh Tịa đang bán sầu riêng kìa. Vườn sầu riêng của thầy. Hết luôn chị.
Giờ cái gì đó, cơm cửa không đến đây, đó mua cơm á. Giờ chị lấy một ký cơm mà như nó chưa đủ đâu đó, hai hộp cơm. 6 lạng à. Mà hộp đó là mới 6 lạng á. Hộp đầy đó luôn, có được ký. Cơm. Cơm này lấy nè. 200 ngàn ruột. 100 ngon là được. Anh trai nó mua cho bạn gái nên là không biết ăn. Hả? Hả? Hơn 200 xíu được không anh? Hơn 200 xíu được không anh? Hơn 200 219 219 ngàn. Mãi vô cái hộp trắng cho em ạ. Vô vô hộp trắng đi. Rồi nhận tiền rồi, hộp trắng đi. Ê ê, lũng bình, lũng bình chứ. Lũng bình kìa. 219. Nó bị móc vô cái móc cái dao à. Đi đây thôi. Nghe. Điện lập trắng. Hả? Hết rồi, trên đầu kìa. Rồi. Trời ơi, Dũng làm tốt nè. Còn ai nữa không ạ? À? Còn ai nữa không ạ? Đi. Lại nữa. Hả? Mình sẽ không có nấu nào. Lại nữa. Chỉ cứ cứu từng thôi nha. Quên nè. Quên. Em mắc cười nãy giờ em không dám cười. Sao không mắc cười mà không dám cười? Tại vì chị đứng sát bên chị là anh. Người ta mua cho chồng người ta mà không ra trước. À mua cho chồng chứ không phải là mua cho vợ hả? Đúng rồi, anh đứng cái bên đó, người ta mua cho chồng người ta ăn mà. Ừ vậy hả? Anh biết đâu. Nó men lì quá mà. Nó mua cho vợ.